Hello, xin chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Nước Mỹ bây giờ là mùa thu. Nói chung thì ở Arizona, cái tiểu bang mà tôi ở thì nó chỉ có mùa thôi. Có hai mùa đây. Mùa mưa, mùa nắng với lại mùa nóng. Thì các bạn biết khi mùa lạnh về đó, trời nó cũng đổi mùa. Và cái khí hậu bên này nó cũng thay đổi rất là nhiều. Thì gần đây các bạn cũng biết có nhiều người lên trên mạng, nhất là những cái người mà Việt Kiều. Tôi nói đến chữ Việt Kiều nhiều khi nó có vẻ nó hơi đụng chạm. Thì anh chị em các bạn cũng biết mà, cái tánh của tôi thì nói chung thấy cái gì thì nói cái đó thôi. Tôi thấy cái gì, mặc dù tôi sống ở Mỹ mấy chục năm, nhưng mà đối với tôi Việt Nam vẫn là một cái quê hương mà tôi yêu mến nhất, cái mà tôi quý nhất. Mặc dù cái nước Mỹ nó giàu có, nó thịnh vượng cỡ nào, đối với tôi nó chỉ là chuyện bình thường thôi. Tôi không có thấy cái gì mà nó phải là quá ư là khủng khiếp. Cha cái gì mất mình câu luôn rồi. Nó đối với tôi nó không có cái gì mà khủng khiếp dữ lắm. Nó bình thường thôi. Nó không có đến nỗi như nhiều người mà khi tôi nói về cái mặt trái của nước Mỹ thì đa số người ta nhiều người họ không thích. Họ cảm thấy khó chịu và bực mình khi nói về hạ tầng cơ sở hay đời sống ở Mỹ. Tôi muốn quân bằng cái cuộc sống của mình. Tôi thích là như vậy. Tôi muốn người Việt trong nước họ nhìn về nước Mỹ một cách nó cái gọi là khách quan hơn. Chứ tôi không thích đánh bóng nước Mỹ quá. Cái tôi thấy bởi vì cái xã hội Mỹ này, khi tôi tới thì chào anh chị em các bạn trong diễn đàn, khi tôi tới tôi sống tôi thấy mình phải làm tất tần tật, mình phải sống phải làm dữ lắm, mình muốn thành công cũng vậy nữa. Còn mà sang Mỹ mà nói mà kiểu mà làm để kiếm ăn và kiếm sống, lao động để có được những cái thứ mà trong cuộc sống hàng ngày của mình, tôi nghĩ là mình phải lao động, phải làm tất tần tật. Còn muốn thành công và thành đạt cũng phải tranh đấu và phấn đấu rất là nhiều. Và những cái mặt trái của xã hội Mỹ, nó tôi thấy thì nó cũng không có khác lạ gì ở Việt Nam cả. Mọi quốc gia, mọi nơi nó có một cái khía cạnh và góc nhìn của nó. Nhiều khi tôi thấy báo chí, tin tức đồ trong nước đưa lên những cái mặt trái của xã hội Việt Nam, mà những cái thành phần mà chống phá đất nước, nó xuyên tạc, nó tìm cách nó mị dân, thì tôi cảm thấy tôi không thích. Và tôi đưa về mặt trái của nước Mỹ cho mọi người thấy, để mình hiểu thêm về cái xã hội hạ tầng cơ sở hay là những cái về mô hình xã hội Mỹ, nó cũng đầy hết, nó cũng có. Như các bạn thấy hôm nay tôi đưa về một cái link về những cái ổ gà ở bên nước Mỹ. Hạ tầng cơ sở các bạn Mỹ, các bạn biết nó xây rồi thì nó cũng có những cái gọi là nó trục trặc về kỹ thuật, chứ không phải là Mỹ nó hoàn toàn và hoàn hảo hết. Cái chuyện ổ gà bên Mỹ các bạn biết, mỗi một năm vậy đó, những cái giới mà gọi là lái xe đó, họ thiệt hại, họ bị ổ gà đó thiệt hại lên đến 3 tỷ đô la. Cái sự thiệt hại rất là lớn chứ không phải là ít. Mặc dù chính phủ họ cũng tìm cách để khắc phục những cái hậu quả đó, nhưng mà con người mà đâu có cái gì mà hoàn hảo đâu. Mình không bao giờ mình bắt cái con người hoàn hảo đó. Nhưng đối với những thành phần mà chống phá đất nước, nó không thích đất nước Việt Nam mình, tôi không thích nó là cái là nó đem cái những cái mặt trái của xã hội Việt Nam ra để đặng mà nó xuyên tạc. Bởi vì mình phản đối là để bày tỏ sự hiểu biết, để đẩy lùi cái tiêu cực của xã hội, chứ không phải đem những cái mô hình mặt trái của xã hội ra để đặng mà dìm, gọi là mà xuyên tạc cái công cuộc đổi mới phát triển của đất nước Việt Nam. Ai mà nói xấu Việt Nam là tôi cảm thấy tôi không thích. Ngộ vậy. Nói xấu trên tinh thần xây dựng thì ok. Nói về những cái mặt, về những cái mà mặt trái của xã hội Việt Nam nó xảy ra và mình cần phải khắc phục như thế nào để làm sao cho nó tốt hơn,
chứ không phải đem ra những cái câu chuyện xấu để đặng mà bôi bác xuyên tạc để làm loạn. Thì cái đó tôi không bao giờ mà ủng hộ những người như vậy. Cho nên trên cộng đồng mạng này có rất nhiều người, ngay cả kết bạn của tôi cũng không thích với cái lối sống và cái lối suy nghĩ của tôi. Đối với tôi chuyện bình thường, tôi lúc nào cũng hướng về quê hương và mong sao đất nước của mình ngày một nó tốt hơn, và những người dân Việt Nam trong nước hay những cái giới trẻ nó nhìn về nước Mỹ một cách khách quan hơn, chứ không phải mà quá tất cách mà gọi là thần tượng quá nước Mỹ. Đây. Tôi thấy Mỹ chẳng có gì mà để thần tượng, ngộ vậy, tôi thấy nó bình thường thôi. Ở Mỹ cũng phải làm, cũng phải tất tần tật mới có mới sống. Việt Nam bây giờ cũng vậy thôi, đời sống ở Việt Nam nó thấp thì cuộc sống nó thấp. Các bạn thấy ở Mỹ ngồi lên chiếc xe ô tô, xe hơi hay mọi thứ nó đều phải trả cái giá của nó, chứ nó không có phải đơn giản. Ở Việt Nam cũng vậy, người ta không chạy chiếc xe hơi hay xe ô tô, nhưng người ta chạy xe máy, xe Honda, và họ sống cũng bình, cũng giản dị thôi. Mà nhưng mà đánh bóng ca ngợi nước Mỹ quá, tôi thấy không đến nổi như vậy. Tôi thấy nước Mỹ cũng bình thường à. Ngộ ghê, tôi thấy về Việt Nam tôi thấy cũng bình thường, mọi con người họ cũng sống tất tần tật, họ vẫn làm, có những người họ tranh đấu, họ phấn đấu lên. Tôi thấy có những người họ bán buôn, họ bán bánh canh, họ bán hủ tiếu, chiều xuống họ dọn xe hủ tiếu, xe bánh canh ra họ bán, mà họ nuôi sống cả gia đình. Họ nuôi sống cả gia đình cũng bình thường thôi, về mặt trung lưu. Và ở Mỹ thì người ta cũng vẫn phải lao động, ai cũng phải lao động để đặng mà kiếm ra cái đồng tiền để họ mưu sinh. Không có gì mà phải thần tượng quá nước Mỹ. Có nhiều khi tôi đưa lên những cái vấn đề mà hạ tầng cơ sở của Mỹ, một số những Việt kiều họ không đồng tình hay là họ không thích. Thì đối với tôi, mỗi người có cái quan niệm và cái suy nghĩ. Chứ không phải Việt Nam có ổ gà, đường xây lên có ổ gà là bên Mỹ không có ổ gà. Tôi không nghĩ như vậy. Nó đều có hết. Tại vì tôi sống, tôi đi đây đi đó, tôi thấy cái xã hội nó cũng bình thường. Ở Mỹ mình đi nhiều khi đến những cái khu nghèo, những cái người Việt, ngay cả trong cái cộng đồng người Việt cũng vậy, cũng có những người họ lao động tất tần tật. Anh chị em các bạn, tôi là người kinh doanh mà, anh chị em các bạn biết tôi có chung cư cho thuê một thời, cho người Việt thuê tới tháng mà lãnh tiền nhà thấy tội lắm. Anh Lợi ơi, cho em thiếu tháng này, con thì lóc nhóc leo nheo, thiếu rất là bớt riết rồi cho anh tháng rồi thấy mình cũng đâu có phải mình ròng rảnh hoài chịu nổi, rồi thôi phải đuổi. Phải đuổi thôi để cho người khác thuê, tại vì những người họ không có nhu cầu thì bắt buộc mình phải đẩy họ ra để đặng mà họ có thể tìm cái sự giúp đỡ nó chính phủ. Chứ mình đâu có thể giúp họ hoài, cuộc sống mà các bạn biết, có nhiều người Việt tôi thấy hồi lúc mà tôi còn cho người ta thuê chung cư để họ ở, thấy tội lắm. Con thì nheo nhóc, nhà cửa làm tất tần tật, tới tháng thì tiền điện, tiền nhà thì không đủ. Có những đứa nó sanh ra, nó lớn lên Mỹ cũng nghiện ngập, cũng te tua, chứ đâu phải là giỡn đâu. Thì xã hội nó muôn màu muôn mặt, không vì lẽ đó mà mình lên trên này mình phải chê bai cái quê hương đất nước của mình, thần thánh cái nước Mỹ. Ở Mỹ này mà không có biết phấn đấu và chịu khó, không có chịu học hành thì đi ra đời sống nó cũng tất tần tật. Thì tôi chia sẻ với anh chị em các bạn về những cái mô hình xã hội bên Mỹ và so sánh về cái xã hội Việt Nam. Ngày hôm nay đất nước mình đổi mới, chúng ta phải phấn đấu và vươn lên. Chứ mình ngồi mình cứ lên mạng mình trông chờ ai đó làm cho mình là không bao giờ khá nổi. Còn những cái chuyện mà hội nhóm trên này thì
nhiều người gần đây các bạn than vãn mình Facebook, mà Facebook nó là một cái nơi để tôi luyện mình, tôi luyện cái sự hiểu biết, tôi luyện cái sự dày dặn của mình. Nếu mà cảm thấy không an tâm thì đóng Facebook nghỉ. Đóng Facebook nghỉ, không chơi nữa, không giao lưu nữa, không kết bạn nữa. Vậy thôi, thì mình sẽ tránh được những cái phiền tối, tránh được những cái mà nó không có làm cho mình bị lôi cuốn vào những cái cuộc đấu đá. Còn các bạn mà lên Facebook này phải chấp nhận những cái muôn hình, muôn mặt, muôn vẻ, muôn màu của nó. Tôi nói anh chị các bạn, cộng đồng người Việt thì nó phức tạp hơn cộng đồng của những da màu khác. Cái lối sống văn hóa của người ta nó khác. Anh chị em các bạn cảm thấy mình kết nối với cộng đồng người Việt của mình trên cộng đồng mạng Facebook này nó phức tạp thì mình đi tìm hiểu những cái cộng đồng khác để mình học hỏi. Chứ lên đây nhiều người tôi thấy viết những cái status là ô lên buồn quá, cái tối ngày đấu đá nhau thế này thế nọ, hội nhóm rồi binh người này bỏ người kia thế này thế nọ. Chuyện Facebook là chuyện nghìn lẻ một đêm mà. Chứ mình lên trên này mà mình tìm một cái sự hoàn hảo thì tôi nghĩ là không có. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Thì không bao giờ có cái sự hoàn hảo đâu. Các bạn đi tìm sự hoàn hảo ở trên Facebook này, các bạn chỉ mơ thôi. Chỉ nằm mơ thôi, giống như mơ mình tưởng tượng thôi, không bao giờ có. Nhưng mà cuộc sống nó phải có như vậy, mình mới rút đĩa ra được những cái kinh nghiệm. Còn không mà cứ sanh ra và lớn lên nhìn đời bằng một con đường nó bằng phẳng như vậy, cứ chạy hoài đó. Con đường trắng nhựa nó dài nhưng mà nó cũng có khúc cong gồ ghề, thế này thế nọ, nó cũng phải bẹo trái bẹo phải, hay là mình phải định những cái hướng mình đi. Chứ cuộc đời của mình cũng vậy thôi, cái mạng xã hội này nó cũng vậy, cũng có những lúc nó rồ rề, nó trong rai trong gai, nó thế này thế nọ. Nhưng mà mình phải uyển chuyển, mình phải đo lường nó, mình phải làm sao cho nó phù hợp. Chứ lên trên này nhiều khi đụng chuyện cái nản quá, bắt đầu than. bắt đầu than rồi đổ lỗi cho nhau, không có gì hết. Mình cứ vươn lên và tiến tới. Cái gì mình không chấp nhận thì coi như bỏ ngoài tai. Và cái gì hay thì học, dở thì giống như bên lỗ tai này nó chua lỗ tai kia thôi. Chứ đâu có gì đâu mà phải khóc lóc, rồi phải buồn, rồi phải kêu người này người kia. Anh phải đừng có, các bạn đừng có tương tác với người này nha, đừng có tương tác với người kia nha. Đừng, thằng đó nó là bao que đó. Hồi lúc trước thì nó là tốt lắm, bây giờ là nó không được, nó thành bao que rồi. Bó tay. Bữa nào thì cùng chung chiến trường chiến đấu, chỉ vì bất đồng ý kiến một lĩnh vực nào đó, bây giờ nó là bao que. Nó bà bao que rồi, hay là bây giờ lại D3Q rồi, hay là VHK rồi, hay là phản động rồi. Mình phải có cái lập trường trên cái chiến trường chiến đấu. Mình bạn là bạn mà thù là thù, nếu mà không đồng ý về lĩnh vực nào thì mình cứ chiến đấu về lĩnh vực đó, cứ chiến đấu và phát huy. Đâu có phải mà cứ chụp cái mũ này chụp cái mũ kia, chỉ chụp mệt gì. Bó tay. Nhiều lúc tôi lên, khi tôi lên tôi thấy những cái dòng status của một số người viết, tôi nói như hôm nay tôi xem tôi thấy có một cái, tôi quên cái nick rồi, bây giờ lên án ti phạm bây giờ là bao que rồi. Bó tay. Hôm nào thì khen ti phạm nức nở, khen nức nở. Bữa nào thì đồng hành, bây giờ chỉ vì có một cái gì đó bất đồng chính kiến thôi, bây giờ ti phạm thành bao que rồi. Bó tay. Mình cái gì cũng vậy, mình phải tìm hiểu, mình phải suy nghĩ, không nên quá cảm tính, không nên cái kiểu giống như bầy đàn rồi
hội nhóm, hội hè. Bởi vì hôm kia anh đó anh cho tôi ăn tô phở, rồi bây giờ tôi phải bênh vực ảnh. Không nên như vậy. Chúng ta không nên như vậy. Bạn là bạn, mà đâu thì đâu ra đó. Nếu mà mình phải vì cái chút tình cảm nào đó mà mình phải bỏ đi cái lợi ích chung đó, thì không nên. Công thì ra công, tư thì ra tư. Các bạn thấy ông Bao Công, ông xử những cái vụ án rất là hay. Các bạn thấy ông Lý Thường Kiệt, ông xử cái người cháu dâu của ông là bà Thái Hậu. Khi mà bà Thái Hậu rồi bà phạm cái lỗi lầm của quốc gia, của triều đình, ông xử tứ mã banh thay là cháu của ông. Ông đau lòng lắm chứ, nhưng mà vì quốc gia đại sự, chứ không phải vì cái tình cháu đó mà ông có thể bỏ qua. Mình xử sự anh em cũng vậy, cái gì nó ra cái đó, cái gì có gì cái tình cảm thì đó, bắt đầu cái mình quay ra rồi bắt đầu cái hùa theo, rồi vài bữa rồi lỡ hớ thì sao, lỡ hớ lỡ hớ thì sao. Mình phải suy xét cho nó rõ ràng, cho nó cẩn thận. Cái cộng đồng mạng này nó bao la lắm. WWW World Wide Web là đánh một cái là nó ra hàng loạt, nó rất là rộng mở. Mình cũng phải mở rộng cái tư duy mình ra, đừng có hẹp hòi quá. Sống mà hẹp hòi quá khó sống, khó sống. Những người mà có cái tính mà hay hẹp hòi, lúc nào cũng là tôi. Hãy ai tăng bốc mình là bắt đầu là mình khen nức nở, là mình ôi thôi cái gì cũng gọi là ok hết, trái ấu nó cũng tròn. Nói chung thì lại mình chia sẻ với anh chị các bạn về chuyện đó đây, xã hội, đất nước và con người quanh ta, ở đâu nó cũng có cái nan đề của nó hết anh chị em các bạn. Cho nên chúng ta là những người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là mình chỉ góp ý, góp tiếng nói của mình để làm sao cho cái xã hội nó tốt hơn. Chúng ta phải làm những, mỗi một công dân chúng ta phải là người tốt. Chúng ta thực thi pháp luật, thượng tôn pháp luật, sống đúng theo hiến pháp và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và làm một người công dân tốt, ích lợi cho nhau, và cùng nhau tiến lên, phát triển và đổi mới. Như vậy thôi. Xin chào anh chị em các bạn nha. Hẹn gặp lại sau. Bye bye.